Lời Chúa. Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa giơ tay trong lành cho các ông. Đang khi trong lành, người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Giờ các ông bái lạy người rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hy hoan trong đền thờ mà chung tụng một Thiên Chúa. Chúa giơ tay trong lành cho các ông. Đang khi trong lành, người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Có lời thánh kinh đã chép rằng người phải chịu đóng đinh thập giá, rồi ngày thứ ba người khải hoàn đã sống lại từ cõi chết. Lời Chúa. Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Xin chúc mừng anh chị em một tràng pháo tay nồng nhiệt nhân ngày mừng kính trọng thể Chúa về trời. Chị em qua cái bắt tay hỏi thăm, chúc người bên cạnh ngay hỏi thăm bao giờ về trời. Lời chúc mừng mà lại đem mà lời đe dọa, anh chị bảo thôi, con chưa muốn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi người hưởng niềm vui hạnh phúc nước trời ngay từ bây giờ, chứ không phải là chờ về trời rồi mới vui được. Nếu không vui ở đời này, đời sau khó mà vui lắm, vì quen buồn rồi, quen khóc rồi, quen giận, quen hờn rồi, không vui nổi đâu. Và hôm nay là chúng ta qua ngày thứ ba của tuần cửu nhật, dọn tâm hồn mừng kính trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta đã bắt đầu ngày thứ nhất từ thứ sáu 27 tháng 5. Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần cửu nhật, và chúng ta kết thúc là ngày thứ bảy mùng 4 tháng 6. Chủ nhật mùng 5 tháng 6 là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa phục sinh. Ngày thứ ba thờ kính Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, cầu cho các sứ đạo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hôm nay, ngày thứ ba của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần đang cư ngụ trong tâm hồn chúng con. Chúa thật cao cả, thánh thiện vô cùng, nhưng lại chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi của con là đền thờ của Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương con và muốn ở gần con để trợ giúp con. Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái mình, Chúa cũng ở ngay trong lòng con để dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ con. Con xin lỗi Chúa Thánh Thần vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của con. Con đã có lúc làm phiền lòng Ngài, xúc phạm đến Ngài, đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Ngài trong đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin thờ phượng, tôn vinh và yêu mến Ngài suốt đời con. Mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lời nguyện cho các sứ đạo. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn đến các sứ đạo khắp nơi trên thế giới.
xin cho các chủ chăn và con chiên trong sứ đạo được đầy tràn lòng thương xót, sống với nhau trọn tình vẹn nghĩa như trong một gia đình. Xin cho các vị chủ chăn hết lòng chăm sóc đàn chiên được Chúa trao phó, nhất là những con chiên ốm đau, bệnh tật, nghèo khó, tội lỗi. Chúa đã nói với Thánh Faustina: các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Chúa. Xin cho những con chiên trong sứ đạo đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, biết tha thứ và cho đi, không nói hành nói xấu người khác, bỏ đi thói ghen tị phân bì và đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người. Xin cho các sứ đạo trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần và mọi người trong sứ đạo cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa nơi ngôi đền thờ này. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên năm C. Bài đọc 1 khởi đầu sách Công vụ Tông đồ, chương 1 câu 1 đến câu 11. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Têu-phi-lô, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều người dạy, kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bây giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Là đấng cao cả trên khắp địa cầu.
trôi vượt mọi chữ dân thánh thần. Chúa là vua hiền trì, là đấng cao cả trên khắp địa cầu. Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 17 đến câu 23. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 24 câu 46 đến câu 53. Kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ, các ông bái lạy Người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, có một cái bài hát của nhạc sĩ Francisco, tựa đề là Chúa về trời, con ra đi. Đọc xong cái tựa đề tôi thấy thú vị ở cái là Chúa, con, Chúa và con, Chúa về, về trời, còn con thì ra đi. Thường thì Chúa về trời thì con cũng đi theo về trời chứ, phải không? Đây, Chúa về trời, con ra đi. Vì tác giả thấy được rằng là lời Chúa ngày hôm nay nói đến chuyện ra đi. Chính anh em là chứng nhân về những điều này, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
Và chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hân hoan. Thấy hai hình ảnh có vẻ như là trái ngược. Trái ngược nhau. Thường thì chia tay. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Hoặc là chia tay thì tôi tiễn anh lên đường. Chiều hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa thấm ướt vai gầy. Mưa giá buốt con tim. Mình ngồi bên nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn em nhé, tiếng còi đã vang rồi. Còi tàu vang lên là anh lên đường, em ở lại. Và buồn. Hoặc là bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Chia tay buồn. Ai đã chia tay mà chẳng từng bịn rịn. Rời yêu thương mà đã mấy ai vui. Trong khi đó, việc chia tay ở đây nó lạ lắm. Lạ là một người rời khỏi các ông được đi lên trời, còn những người ở lại thì lòng đầy hân hoan. Lòng đầy hân hoan. Mà nếu mà còn đứng ngơ ngẩn tiếc nuối ấy, thì sẽ có người nhắc rằng là hỡi người Galilee, sao còn đứng nhìn trời. Đức Giêsu đứng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Thấy Chúa lên trời như thế nào thì cũng sẽ thấy người lại đến như thế đó. Mà chúng ta vẫn tin. Tin rằng là Chúa sẽ đến phán xét, Chúa sẽ quang lâm, Chúa đến lần thứ hai. Luôn ta thắc mắc rằng là vậy thì khi nào? Cho nên là người ta dự đoán đủ thứ, lúc thì năm 2000 tận thế, lúc thì năm 2010, 2020, cho tới bây giờ 2022 mà vẫn chưa thấy. Ngay thời Phao-lô người ta tưởng rằng sắp đến nơi rồi, sắp tận thế rồi. Cho nên là nhà cửa đất đai gì bán hết để duyên các tông đồ. Rồi chờ mãi không thấy tận thế, bắt đầu lại trở về đường xưa lối cũ, sống theo kiểu thế gian, cũng cạnh tranh rồi, cũng giành giật rồi vân vân và vân vân. Rồi có một thời, những sứ điệp bảo là từ trời bảo rằng là sắp tận thế rồi. Rồi bảo là phải đến mua đất ở cao nguyên nào đó. Và khi tận thế đến, Chúa đến nơi rồi thì chỉ có chỗ đó thôi là được cứu, còn chung quanh này là chết hết. Tôi bảo là nếu mà chung quanh chết hết, còn mỗi chỗ đất đó sống thì sống làm cái gì? Chết chung luôn cho nó vui chứ, phải không? Thế có mấy người lên đó sống với nhau, giỏi lắm được ngàn người đi bán hết nhà cửa đất đai ở thành phố, xong rủ nhau lên, khi không em lại bỏ phố lên rừng. Nên rừng sống với nhau bảo sắp đến ngày quang lâm. Ở chờ mãi tới giờ cả năm trời không có, lại lấy hết kéo về, nhà cửa đất đai bán hết rồi. Bảo sao không ở đó đi chờ tận thế? Đói quá. Đói quá. Chúng ta cứ nghe những cái tin đồn nhảm nhí như thế. Mà ngày hôm nay Chúa đã nói rằng anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Không cần biết khi nào. Cứ nghe là sắp tận thế là cứ cuống quýt lên. Anh mua được mấy ký nến để dành rồi. Ba, đốt được bao nhiêu rồi? Đốt ký rưỡi rồi mà chưa thấy tận thế. Ông này để dành được bao nhiêu nước? 2 lít. Xù 2 lít thì thua cái gì? Còn phi. Một phi. Phi thì tới giờ còn hay hết. Hết rồi. Tận thế chưa? Chưa. Còn ông kia bao nhiêu mì? Một thùng mì tiền thua gì? Gớm. Cứ nghe mình cứ thích nghe những tin đồn nhảm nhí, xong cuống quýt cả lên. Chỗ này là anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Những chuyện không cần biết thì không nên biết. Những chuyện không nên biết thì biết làm gì? Chỉ có điều là hãy nhận sức mạnh của Thánh Thần rồi đi làm chứng nhân Chúa về trời con ra đi. Điều quan trọng là nhận lấy Thánh Thần mà chúng ta đang ở trong ngày thứ ba, chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần với chủ đề là thờ kính Chúa Thánh Thần trong tâm hồn.
Chúa Thánh Thần đã ngự trong tâm hồn rồi mà mình có nhận ra hay không? Nhận ra Chúa có thờ kính Chúa hay không? Hay là Chúa mãi mãi là người đến sau? Cứ mãi mãi Chúa là người đến sau. Còn tiền bạc đến trước, quyền lực đến trước, danh vọng đến trước, cái gì của thế gian đến trước, còn Chúa Thánh Thần mãi mãi là người đến sau. Hoặc là người từng bị quên lãng. Quên lãng. Người bị ruồng rẫy. Có mấy khi ta nhắc đến Chúa Thánh Thần? Hỏi thật này, vô bàn ăn nói chuyện gì trước tiên? Hỏi thật này, khi ngồi uống nước trà cà phê nói chuyện gì trước tiên? Hỏi thật này, ngay cả khi mà ngồi tính chuyện làm ăn cũng cái gì đến trước tiên? Có bao giờ nói đến Chúa Thánh Thần hay không? Hay là cứ một năm đến ngày lễ Chúa Thánh Thần thì mừng mới biết? May mà còn làm tuần cửu nhật. Thật đấy, có mấy nơi làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần. Thực sự hôm nay là ngày thứ ba, có mấy nơi mà làm tuần cửu nhật để mừng kính Chúa Thánh Thần, dọn tâm hồn người tin hữu mừng kính Chúa Thánh Thần. Cái điều chuẩn bị nó quan trọng lắm. Khi mà anh, chốc nữa anh đi gặp ai vậy? Chả nói đi gặp bồ nó đấy cha. Sao biết? Thì cha thấy nó mặc quần áo đẹp thì biết gì đâu. Còn con kia làm sao? Xong nay nó sức nước hoa thơm thế thì nó hẹn cái thằng đó đấy cha. Mọi người đã thấy nó ăn mặc lếch thích đó mà xong nay nó đổi lốt rồi ngồi kia. Thì đấy đấy cha. Hẹn hò đi gặp người yêu là có sự chuẩn bị phải không? Sao em đến em không nói anh trước? Sú đang quần đùi làm vườn bẩn quá, chân tay lem luốc. Em đến em phải báo trước để anh chuẩn bị chứ. Thì em đến tạo cho anh sự bất ngờ. Bất ngờ này hơi căng. Gặp anh ngoài quán cà phê, anh mặc chững chạc, vest riết mà sao về đây mà nhìn thấy chán thế. Không có sự chuẩn bị. Không có sự chuẩn bị. Mình yêu ai, mình quý ai, mình mến ai, mình mong ai, mình đợi ai thì cái sự chờ đợi nó phải háo hức chứ. Có ai cảm thấy, nói thật nhỉ, anh có thấy háo hức sắp mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không? Nói thật với cha, tại cha nói con đi quay phim chứ không còn có biết gì đâu. Thật lòng là như vậy. Thật lòng như thế. Cho nên ngày thứ ba này mình xin cho mình được thờ kính Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn mình. Điều mà Chúa Giêsu ngày hôm nay nói đây này. Đừng có đứng đó mà ngẩn ngơ nhìn trời, mà đừng có hỏi khi nào. Có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Giờ còn hỏi những cái chuyện đó. Điều quan trọng là nhận sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống và trở thành nhân chứng của Thầy đến tận cùng trái đất. Đó. Nào, chúng ta cùng lấy bài Chúa Về Trời Con Ra Đi của Francisco. Uống tí nước hát may ra nó đúng. Hỡi người Galilê, sao con mãi mê đắm đắm nhìn trời Chúa đã về? Mai này người lại đến trên đám mây trong ánh quang, như hôm nay người đã về trời. Chúa về trời con ra đi, môi ca hát reo rắc tin mừng đó đây. Bước theo Chúa vào cuộc đời khó nguy dấu ngàn dặm đường, rắc reo tình thương. Hỡi người Galilê, sao con mãi mê đắm đắm nhìn trời Chúa đã về? Mai này người lại đến trên đám mây, như hôm nay người đã về trời. Chúa về trời con ra đi,
tung đôi cánh soi, anh tin mừng Chúa xưa. Nắng mưa chấp nhận một đời, vững tin Chúa trên tầng trời, vẫn theo chở che. Hỡi người Galilê, sao con mãi mê đắm đắm nhìn trời Chúa đã về? Mai này người lại đến trong thánh mây, trong thánh oai, như hôm nay người đã về trời. Tôi cứ tự khen mình bằng một tràng pháo tay thôi. Chắc chắn sẽ có những người bảo hát vừa ngang vừa sai. Lúc đó tôi hoa cả mắt, không biết mai ngày người lại đến trên đám mây trong thánh oai, như hôm nay người đã về trời. Mà tôi cứ hát bất đi câu, cứ trên thánh mây, đám mây rồi như hôm nay thôi. Thưa anh chị em, có lúc mình cảm thấy rằng là những cái hình thức bên ngoài nó không còn quan trọng nữa. Những hình thức bên ngoài nó không quan trọng nữa. Hát thiếu một câu, thiếu một chữ, hát thiếu một nốt hay là sai một tông gì đó, đừng có quá quan trọng về cái đó nữa. Cái điều quan trọng là nội dung cái bài hát này muốn nói với mình cái gì. Đúng không? Cái áo có đẹp mà trời đang nắng thật nắng mà đưa một cái áo len thật đẹp có nghĩa gì nữa không? Không. Mà trời đang rất rét, một cái áo mỏng manh mà dắt kim tuyến, dắt vàng, lại mấy hột kim cương có nghĩa lý gì không? Không. Cái điều quan trọng là nó có giúp tôi được ấm hay không và giúp tôi mát hay không. Nhiều khi mình quá chú ý đến những cái hình thức, quá chú ý đến hình thức. Tôi có anh bạn bảo Long này, cứ như cậu mà lại sướng. Mày sướng gì? Hát hò trắng ra làm sao? Nhiều khi tôi muốn hát được như cậu chẳng hát được. Ai không muốn hát hay mà nó đều không hát hay được thôi chứ. Mình cứ bảo sao mày hát dở thế? Tôi cũng muốn hát hay chứ, anh cũng muốn hát dở. Sao đội bóng người của nó đá dở thế? Nó cũng muốn đá dở không? Có muốn đá dở không? Không. Nó đá hết sức nó rồi chứ. Cho nên là tôi thấy cũng hơi bất công. Mình cứ tung hô cái đội bóng đá thắng mà chẳng nói gì đội bóng thua, đôi khi còn cứ chê lên chê xuống. Tội nghiệp đấy chứ. Người ta cũng đã hết sức của người ta thôi. Cho nên tôi thấy Chúa hay hơn. Chúa hay hơn là ta thưởng không phải là thành quả, nhưng mà là nỗ lực, cố gắng, hy sinh và tình yêu con đặt khi con làm việc đó. Đội bóng có hạng bét vẫn một tràng pháo tay hoan hô vì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực hết sức của họ. Chê huấn luyện viên rồi, chê thủ môn rồi, cái này cái khác. Mà lúc mà nó thắng hay lại cho lên mình nhất. Và cái tội nữa là hay đổ thừa. Mình thua là tại thế này, tại trọng tài, tại vì hôm đó thời tiết xấu, tại trời mưa, tại vì sân bóng không tốt. Trời mưa mình đá họ có đá không? Có không? Trọng tài có phải chỉ có coi mình mà không coi họ không? Rồi cái sân bóng xấu có phải là chỉ có sân mình xấu, sân họ tốt không? Đá chung một sân bóng mà. Mà tại sao họ thắng? Thì họ phải giỏi hơn mình chứ. Tại sao cũng mưa, cũng đất, sân xấu mà họ thắng mà mình thua? Thua cái đổ tại. Lúc mà thắng bảo dẫu cho trời mưa, dẫu cho sân xấu nhưng mình vẫn thắng. Gương việc. Đúng là miệng lưỡi thời gian gì cũng nói được, gì cũng nói được. Không bao giờ nhận lỗi. Chúng tôi thua là vì chúng tôi đá dở hơn họ. Vậy thôi, dứt khoát là như vậy. Đừng có đổ vào hên xui rồi ngoài sân bóng hoài nói trước được. Thua là thua, thắng là thắng. Thua có nghĩa là mình dở hơn người ta. Mai mình thắng có nghĩa là mình hơn người ta. Vậy thôi. Mà cuộc sống của người ta có lúc khỏe lúc yếu chứ. Có lúc thắng lúc thua chứ. Có đội nào vô địch mãi đâu. Chị em cứ dùng hồi theo dư luận rồi thì lúc cứ ai thắng là cứ khen cho bằng nhiều, à cứ thua là chê bằng nhiều. Cái đó là của thế gian. Cái đó là của thế gian. Bỏ bớt cái hình thức đó đi. Để thấy được cái nội dung, thấy được cái lòng, thấy được cái ý tốt của người ta. Nhạc sĩ, người ta làm nhạc, có ai muốn làm nhạc dở không?
ôi ông này làm nhạc dở, ca đoàn này hát không hay, không sốt sắng. Có ca đoàn nào muốn hát dở không? Có nhạc sĩ nào muốn sáng tác bài dở không? Họ sáng tác một bài hát nào đó, họ cũng đặt hết tất cả tâm lòng trái tim vào đó. Nhưng mà họ làm cỡ đó được tính như vậy thôi. Và có thể đối với họ vậy là hay rồi. Không hay họ sáng tác làm gì? Có đúng không? Ê, tôi mới vẽ bức tranh nè, đưa anh coi. Tranh gì xấu thế? Trời ơi. Nếu mà xấu tôi đưa anh coi làm gì? Tôi phải thấy đẹp tôi mới đưa anh coi chứ. Sao anh không nhìn thấy cái đẹp của tôi mà anh chỉ thấy cái xấu vậy? Có đúng không? Có những người Chúa ban cho, dĩ nhiên mình được mười nén hơn người ta. Mình có lỗ tai âm nhạc, mình có khiếu thẩm mỹ, rồi mình đàn hay, mình hát giỏi, rồi mình ngâm thơ cũng đúng, rồi cái gì mình cũng hơn người ta hết. Chúa ban cho mình như thế. Để làm cái gì? Để phục vụ chứ không phải để làm trọng tài, để chê bai người khác. Thực sự tôi cũng không có gì đâu, đó là ơn Chúa ban thôi. Thế có những người rất khiêm tốn, hại lắm, nhưng mà luôn luôn, đó là Chúa ban ơn chứ tôi đâu có tài cán gì đâu. Chị cũng hay đấy chứ, anh cũng hay đấy chứ. Còn đây, nhạc sĩ nổi tiếng cũng chê, nhạc sĩ đời cũng chê, nhạc sĩ đạo cũng chê, ca đoàn cũng chê, mà ban nhạc cũng chê, chê hết mọi thứ. Rồi chỉ có mình là nhất thôi, vậy thì không được rồi. Anh chị em thấy không? Mình tập sống nước trời ngay từ bây giờ bằng cái việc là luôn luôn nhìn những điều tốt đẹp nơi người khác. Và nhìn cái ý, nhận ra cái ý ngay lành của họ, cái thiện chí của họ. Như các tông đồ chúng ta thấy không? Tới giờ phút này rồi nè, mà vẫn còn thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Mệt mấy ông quá, mấy ông ơi. 3 năm nay rồi, tôi giảng rác cổ bỏng họng rồi. Lúc tôi sắp chia tay rồi, sắp về trời rồi, giao lại sứ mạng đây mà còn hỏi, bây giờ có phải là lúc khôi phục vương quốc Israel không? Tức là họ vẫn nhìn Đức Giê-xu như là một vị cứu tinh của đất nước. Khôi phục vương quốc Israel, cho họ chiến thắng đế quốc Roma, cho họ làm bá chủ thế giới, ta đây. Họ thích như vậy đó. Họ vậy họ theo Chúa đó. Mà tới bây giờ còn như thế đấy. Chúa nói không cần thiết phải biết thời giờ và kỳ hạn, nhưng là hãy mở lòng ra nhận lấy Thánh Thần, là chứng nhân cho đến tận cùng trái đất. Đó, nhiệm vụ của anh là như thế đó. Chứ không phải ngồi đó mà phê bình, nhận xét, chỉ trích, rồi chờ đợi mình làm vương quốc Israel, mình sẽ là như người Công giáo, mình sẽ bá chủ hoàn vũ, sẽ chiến thắng hết các tôn giáo khác, đạo ta là nhất, thế này thế khác. Không phải chuyện đó. Không phải đi truyền đạo theo nghĩa là có những tôn giáo đó, anh biết đi truyền giáo, mình chỉ có lựa một trong hai. Này anh kia, anh đạo gì? Công giáo, bây giờ anh phải theo đạo Hồi. Một là theo đạo Hồi anh, hay là chết chứ không cách nào khác. Truyền giáo kiểu đó không được. Anh có đạo không? Đạo ông bà, phải theo đạo Công giáo, không có là coi như tước hết tài sản. Không được. Đó có phải là lầm chứng không? Đó là phản chứng. Phản chứng. Trên Đức Giáo Hoàng Francisco đó mời gọi chúng ta ngày hôm nay, ta không truyền đạo theo kiểu đó. Không tìm mọi cách để mà thuyết phục họ. Cũng không tìm mọi cách để mà chiêu dụ họ. Cũng không dùng những áp lực trên họ. Nhưng hiện diện sống ở giữa họ. Và cái mà nãy tôi vừa nói với anh chị em, cái chất sống của mình, cho dù mình có khả năng được Chúa ban ơn, thì cũng không có kiêu ngạo mà lúc nào cũng phê bình chỉ trích người khác. Và nếu mình không có khả năng, cũng không có buồn mặc cảm. Chúa ban cho nhiêu xài nhiêu, cho nhiều thì đổi ít. Cái ông này lại quên lời Chúa rồi. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Thôi Chúa ban cho tôi nhiêu tôi làm nhiêu. Chúa bảo được rồi đó con. Ta thấy được thiện chí của con, ta thấy được lòng thành của con. Nào vô đi, về trời với ta. Mong. Còn này bao nhiêu là khả năng, bao nhiêu là công trình hãnh diện đó, Chúa thấy không? Chúa trao cho con là đúng rồi.
trước cháu cho con là đúng rồi, chứ không phải là cháu chứng và tay ác đâu, đây là tay lành đây, cháu chứng này coi như là một chứng, bây giờ con lời đó cả thúng cả rổ rồi đấy, thấy chưa, con thằng kia Chúa coi đó, con trai chứng mà nó còn để thối nữa kìa. Hồi đó tụi tôi hôm phục sinh vừa rồi đó, bên Úc gửi cho mấy trái trứng, vẽ màu thật đẹp, tưởng ấy trứng giả, vẽ màu đẹp quá, thấy đẹp quá, cứ để trưng. Trưng đến bắt đầu làm tuần cửu nhật kính, Chúa Thánh Thần hiện xuống mà sao mà cứ thấy cái mùi gì trong phòng, thối quá chịu không được. Đi tìm mãi, 3 ngày trời không tìm ra, lấy nước thuốc xịt phòng, bơm mãi vẫn cứ bị thối. Lấy một cái khung Chúa Mẹ lấy ra hết từng tấm một, người tượng một rồi ngửi, 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 không thấy gì. Mãi cuối cùng mới phát hiện ra nguyên nhân là trái trứng phục sinh bị bẻ, nó thối. Anh chị em biết trứng thối mà nó hơi khủng khiếp lắm. Thế thì đó, cái thằng đó nó trứng thối đó Chúa, kệ nó thối nhưng mà nó được vào nước trời đó con, sao vậy? Thì nó trưng hết được một phục sinh là được rồi, nó hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ nó hết sức rồi nó thối. Nhưng mà ta chứng cho cái lòng của nó, lòng thành của nó suốt mùa phục sinh nó đã phục vụ rồi. Còn ngươi cả rổ rồi, ngươi hãnh diện với mọi người, thôi ngồi đó chơi nha, ngồi đó chơi nha, chơi tới bao giờ? Chơi tới khi hết trứng của con đó. Cả rổ đó cứ ngồi mà chơi đi, cái khả năng của con cứ đi mà khoe với thế gian đi, để được người ta vỗ tay, được người ta hoan hô đi. Quyền lực đó, danh vọng nó cứ hưởng hết mọi sự đi. Nên khi mà rớt hết rồi mới có chỗ mà vào chơ. Cửa nước trời có nhiêu hà, mọi giờ cành càng quá, cồng cành quá, ôm đồm quá, sao vào. Bỏ cái gì cũng tiếc thôi, tiếc thì cứ ở lại. Ở lại nhé, see you again nhé. Không biết có see you again hay không, là hay là không bao giờ nhìn thấy anh nữa đấy. Tại vì không, anh không chịu bỏ xuống, anh cứ ôm đồm. Đây là danh vọng, đây là chức tước, đây là địa vị, đây là của cải. Anh làm tốt và anh hãnh diện vì cái tốt đó. Anh cho rằng đó là công sức của anh chứ không phải bởi ơn Chúa Thánh Thần. Và cái điều quan trọng nhất là này, lúc mấy anh em tôi ngồi nói chuyện với nhau, mấy anh em linh mục, tôi nói mấy anh em linh mục trẻ, giờ các cậu ai cũng có khả năng hết. Người thì đàn hay, người hát giỏi, người thì giảng thu hút, người thì học bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ đủ thứ hết. Người thì đang xây nhà thờ, người thì xây phòng giáo lý, người thì làm này làm kia. Mà đến khi Chúa đến lần thứ hai, hoặc là ngày cánh chung của mỗi người trước mặt Chúa, Chúa không hỏi những cái đó mới chết đi chứ. Chúa chỉ hỏi này, Cường, con tính vào nước trời một mình hả? Thì Chúa, chứ sao? Ủa có mấy đứa bạn con đâu rồi? Kệ nó chứ, sao con biết được? Rồi mấy người thân của con sao? Con đâu có trách nhiệm trên nó. Rồi bây giờ con vào nước trời, con hưởng hạnh phúc một mình rồi tụi nó sao? Ráng chịu. Vậy con ra đó con chịu chung với nó đi con. Con ra đó con chịu chung với nó đi. Còn kia, đó Chúa thấy không? Bao nhiêu là công trình của con, nhà này, công trình này, rồi bao nhiêu rồi cái này cái khác. Con thấy sao? Hãnh diện vì cái đó. Được. Thì cứ ở đó đi. Bố Chúa không cho con vào à? Trời ơi, con đang hãnh diện vì những công trình của con mà xây được nhà thờ rồi lập được bao nhiêu là trung tâm, rồi bao nhiêu là cái này cái khác. Con hãnh diện vì cái đó phải không? Dạ, thì cứ ở đó đi. Có sao đâu. Bố Chúa không cho con vào à? Thì vào thì chỗ đâu mà để mấy cái đó. Chết không? Còn kia ngồi xó xó rồi. Làm được gì không? Không á. À, rồi đi với ai không? Dạ có chứ. Đâu? Mấy thằng lếch thếch sau kìa. Thằng kia nó xì kia 20 năm. Nhỏ kia đứng đường 3 đêm, 3 năm. Mà làm ban đêm không. Con kia là người đạo này, người đạo kia. Ủa sao láo nha láo nháo vậy? Chúa, lòng thương xót mà. Con đi con nói với nó, lòng thương xót Chúa đó.
Chúa không có bỏ ai đâu. Nước trời không có dành riêng cho người công giáo. Nước trời không phải là chỉ những người mà làm được chuyện này chuyện kia, khoác áo đạo đức thánh thiện đâu, không có đâu. Nước trời dành cho những người tội lỗi, biết sám hối, biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nó bảo con là liệu tớ có được vào không? Cậu có thấy thằng kẻ trộm không? Có thằng trộm nào lành không anh kia? Có không? Trộm đã trộm sao lành, mà lành sao đi ăn trộm? Mới gọi thằng trộm lành, chẳng có thằng nào lành hết. Chỉ có thằng nào nhất biết lòng thương xót của Chúa thôi. Thằng thì bảo, ông có con, ông cứu ông thì rồi cứu tôi đi. Mà nó nói vậy đúng không? Đúng chứ. Ông nói là ông là vua, phải không? Thì ông cứu ông đi. Ông cũng cho bị treo trên thập giá mà ông nói gì. Thì cứu ông xong rồi cứu tôi với. Quá đúng rồi. Cái thằng kia thì ngơ ngơ ngáo ngáo. Mình chịu vậy đáng rồi. Cãi gì hết đó. Đừng có đổ là sân xấu với lại trọng tài thiên vị. Thua thì nhận là thua đi. Đổ tội cho ai nữa. Không bao giờ biết nhận lỗi là sao. Thôi, nhận lỗi đi. Nhưng mà, này, ngài, khi nào về được trên á, nhớ đến tôi với. Thấy không? Tuyệt vời chưa? Khi nào ngài về nước trời, khi nào về, nhớ đến tôi với. Tuyệt vời chưa? Không đòi hỏi gì cả, chỉ cần nhớ đến thôi. Tin rằng đấng mà đang bị treo trên thập giá đó là đấng mà có thể về trời được. Mà nếu về trời thì nhớ đến tôi. Bây giờ chúng ta đã mừng lễ Chúa về trời rồi mà vẫn không được như ông trộm bên tay phải là sao? Vì mình không nhớ đến Chúa và cũng chẳng muốn Chúa nhớ đến mình. Vì nhớ đến Chúa không được giận người khác à nha. Nhớ đến Chúa không được tham lam à nha. Nhớ đến Chúa không nói xấu nha bà. Bà nói xấu người ta hoài bà. Trước mặt tôi thì bà nói ngon ngon lắm. Cha, sau lưng tôi bà nói xấu quá trời quá đất đi. Sao cha biết? Thì thấy bà nói xấu ai thì người ta nói lại thôi. Bà nói xấu tức là bà muốn cho người ta biết xấu thì người ta phải nói thôi. Trời, tôi nói với bạn Linh Mục, cậu chơi tin con nhỏ đó. Nó nói xấu cha khác với cậu thì nó cũng nói xấu cậu với cha khác thôi. Bên ngoài đạo đức lắm. Chức này chức kia mà chứ muốn đi nói xấu. Chết nhận. Thế thì thưa anh chị em, mình muốn về trời. Muốn về trời thì phải tập sống nước trời ngay từ bây giờ. Nếu không tập sống cách sống nước trời bây giờ thì vào trời, lên trời, trên trời mình cũng không chịu nổi đâu. Hai thằng đang cãi nhau chí chóe đi, không đội trời chung. Vừa bước vào thấy nó ngồi bên cạnh Chúa rồi, đang ngồi uống nước trà rồi. Xưa cãi nhau tranh ly nước trà, bây giờ thấy nó dành nó ngồi uống nước trà với Chúa rồi, có chịu ngồi không? Ngồi không hay đi xuống? Ông kia ngồi cái xị mặt ra. Chúa sao Chúa cho nó ngồi bên đó không cho con? Thì nó ngồi bên mày một bên. Mình khó chấp nhận là nó một bên mày một bên nó. Chỉ có con là độc quyền ở đây thôi. Đúng không? Thực sự ra, nói thật lòng tôi cũng vậy đó. Vào nước trời mà thấy thằng kia nó cũng vào là tôi không chịu được rồi đó. Chúa nói gì nói chứ. Nó làm bậy quá trời bậy mà. Nó phá lòng thương xót Chúa rồi. Nó chống đủ thứ rồi. Nó bêu xấu đủ thứ. Mà bây giờ sao Chúa cho nó vào đó? Lòng thương xót mà con. Con vẫn đi nói mọi người là Chúa xót thương người tội lỗi. Mà bây giờ ta xót thương người tội lỗi mày lại không chịu à? Vậy thì mày biến. Chứ không phải nó biến. Chết mày Trần Đình Long ơi. Mày tưởng mày đi giảng lòng thương xót Chúa mày ngon à? Mày tưởng mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa mày ngon à? Mày giảng lòng thương xót Chúa, mày đi nói về lòng thương xót Chúa, những thằng tội lỗi nó nhận lòng thương xót Chúa, nó quay trở về, mày lại không chịu à? Mày tưởng là con đã giảng lòng thương xót Chúa thì con thể được vào trước à? Mơ, biến! Trần Đình Long, biến con. Chết chắc nha con. Nha Trần Đình Long. Hóa ra là như vậy. Lạy Chúa xin thương xót con.
khi nào về nước trời xin nhớ đến con cùng. Mời anh chị em cùng lấy cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 9. Đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Như cung đàn thần tiên.